võ sư Vũ Hải, Hùng Cá Rô, bậc thầy ám khí một đời lẫm liệt, chuyên trị vai giang hồ. Sự ra đi của người thủ vai Hùng Cá Rô trong phim Người Phán Xử khiến giới hâm mộ võ thuật lẫn phim ảnh đều thương tiếc. Võ sư Vũ Hải, bậc thầy ám khí. Võ sư cao cấp Vũ Hải, sau một thời gian lâm bệnh mặc dù đã được gia đình làm tất cả mọi thứ để chữa chạy, nhưng đã không qua khỏi. Vũ Hải đã mất vào lúc 16 giờ 45 phút chiều mùng 10 tháng 4. Vũ Hải đã trở về với cội nguồn đúng vào ngày giỗ tổ Hùng Vương. Huynh đệ làng võ Việt Nam xin cúi đầu nhớ mãi ngày này. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia quyến. Võ sư Lê Ngọc Quang thông báo trên trang cá nhân về sự ra đi của võ sư Vũ Hải. Khán giả màn ảnh nhỏ tại Việt Nam tỏ ra bất ngờ và vô cùng thương tiếc cho Hùng Cá Rô, đệ tử của âm trùm Phan Quân trong phim Người Phán Xử. Làng võ thuật Việt Nam cũng bàng hoàng khi mất đi một vị võ sư tài năng, cả một đời dành tâm huyết hết mình với võ thuật nước nhà. Trước khi mất, võ sư Vũ Hải đảm nhiệm chức Phó Tổng Thư ký Hội Võ Thuật Hà Nội. Võ sư Vũ Hải sinh năm 1960 trong một gia đình có truyền thống võ thuật. Ông nội ông vốn là một võ sư nổi tiếng. Từ khi còn nhỏ, võ sư Vũ Hải đã có niềm yêu thích đặc biệt với võ và theo học nhiều sư phụ tên tuổi, trong đó có cố võ sư Văn Nhân, người sáng lập môn phái Thăng Long Võ Đạo. Thọ giáo võ sư Văn Nhân, Vũ Hải được cầm cập và truyền thụ nhiều kiến thức võ thuật cùng một số bí kíp độc đáo của môn phái. Võ sư Vũ Hải nổi danh với khả năng phóng ám khí cực nhanh, mạnh và chính xác đến từng cm. Vì thế, ông được giới võ lâm phong tặng danh xưng bậc thầy ám khí. Không những vậy, võ sư Vũ Hải còn tinh thông nhiều binh khí, gồm dao găm, gậy hoặc dây xích tiêu. Kể cả một chiếc ô nhỏ rơi vào tay ông cũng trở thành một vũ khí vô cùng lợi hại. Đương thời, võ sư Vũ Hải cùng các môn đệ môn phái Thăng Long Võ Đạo từng biểu diễn lại tất cả những tiết mục mà các võ sư Trung Quốc từng diễn như dùng mí mắt cặp vào hai đồng xu dính chặt vào hai xô xách nước, dùng thanh ngang dài đánh vào người. Tuy nhiên, võ sư Vũ Hải lại chọn gỗ thay vì gang vì cho rằng gang có độ giòn, dễ gãy. Nếu kết hợp thêm một số tiểu xảo thì hoàn toàn dễ vỡ. Nếu dùng gỗ thì lại có sức dẻo tốt hơn và khả năng gãy cũng khó hơn. Qua các màn võ thuật, võ sư Vũ Hải cũng muốn chứng minh trình độ võ thuật của Việt Nam cũng không hề kém cạnh các võ sư Trung Quốc. Theo đánh giá của nhiều võ sư đồng môn, võ sư Vũ Hải mặc dù là một cao thủ võ thuật nhưng lại là người sống rất khiêm nhường, kiệm lời khi nói về bản thân. Với ông, mọi khả năng võ thuật có được đều do sự khổ luyện bằng tất cả tinh thần đam mê võ học. Qua hơn 40 năm hoạt động võ thuật, võ sư Vũ Hải khẳng định được vị thế nhất định trong làng võ Việt Nam. Trước khi mất, ông là Phó Tổng Thư ký Hội Võ Thuật Hà Nội, từng tổ chức thành công nhiều giải đấu, đại hội lớn. Đồng thời, ông còn là giám đốc một công ty bảo vệ với hơn 300 nhân viên, chuyên cung cấp vệ sĩ cho những đơn vị có nhu cầu. Người chuyên trị các vai xã hội đen. Theo chia sẻ của võ sư Lê Ngọc Quang, võ sư Vũ Hải bị phát hiện bệnh ung thư tủy vào cuối năm ngoái. Ông được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 suốt thời gian dài vừa qua, nhưng cuối cùng cũng không thể qua khỏi. Trong làng võ, tên tuổi của võ sư Vũ Hải quá quen thuộc. Không những vậy, ông còn gây ấn tượng với khán giả truyền hình khi lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Trước khi trực tiếp tham gia diễn xuất trên màn ảnh, võ sư Vũ Hải được nhiều đạo diễn tin tưởng giao cho đảm nhiệm vị trí chỉ đạo võ thuật trong các bộ phim hành động. Mãi đến năm 2011, ông mới có vai diễn đầu tay khi hóa thân thành giang hồ Dũng Gậy ở phim Đầm Lầy Bạc. Liên tiếp sau đó, võ sư Vũ Hải góp mặt ở nhiều tác phẩm như vai Hoàng trong Câu Hỏi Số 5, vai Túc trong Bản Di Chúc Bí Ẩn, vai Hải trong Hạt Mưa Sa, vai ông Bố Thắng trong Hương Vị Tình Thân. Đây cũng là vai diễn gần nhất của ông. Những vai diễn của võ sư Vũ Hải đa số là nhân vật xã hội đen, giang hồ cộm cán, dữ tợn. Ấn tượng nhất trong số các vai diễn của vị võ sư sinh năm 1960 chính là nhân vật Hùng Cá Rô trong phim Người Phán Xử. Hóa thân vào đàn em thân cận của ông trùm Phan Quân do cố nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng thủ vai, Hùng Cá Rô luôn khiến giới giang hồ e sợ bởi khả năng võ thuật và sức khỏe hơn người. Đạo diễn xây dựng thành công một nhân vật vừa hung dữ bạm trợn nhưng cũng là người rất hảo hán và có lòng trung thành tuyệt đối với ông chủ. Được biết đến là diễn viên không chuyên, tay ngang, lấn sân sang điện ảnh, nhưng võ sư Vũ Hải luôn cố gắng hết mình, tận tâm qua từng cảnh quay, từng vai diễn, dù là nhỏ nhất. Chính điều này khiến nhiều khán giả yêu mến, cho dù vai diễn của ông thường là phản diện. Nhận được tin Hùng Cá Rô qua đời, diễn viên Bảo Anh đóng vai Bảo Ngậu trong Người Phán Xử đau buồn chia sẻ: "Anh đi gặp chủ tịch đúng không ạ? Thế tạm biệt anh nhé, Hùng Cá Rô."
Người đệ tử thân thiết của võ sư Vũ Hải là Đào Minh Phương cũng có dòng chia sẻ đầy cảm động. Thầy ạ, 14 năm làm việc với thầy cũng phải trên dưới cả ngàn vụ việc lớn nhỏ. Nhưng Đào Minh Phương chỉ có im lặng hay một câu vu vơ up lên mạng xã hội dòng hoàn thành nhiệm vụ. Cảm ơn những ly cà phê, trà đá, bát phở mà thầy đã gọi đã thanh toán cho em. Có lẽ thầy không còn được nghe rõ những lời em nói ra nữa, nhưng từ đáy lòng mình, thầy cho em được nói dạ thưa sếp. Trên nhiều diễn đàn võ thuật ở Việt Nam, mọi người đang truyền tay nhau các hình ảnh quen thuộc của võ sư Vũ Hải như lời tri ân cuối cùng gửi đến người quá cố. Võ sư Đinh Trọng Thủy, phó ban chuyên môn Hội Võ Thuật Hà Nội cho rằng sự ra đi của Vũ Hải để lại trong lòng mọi người nhiều thương tiếc. Ông là người sống rất hiền lành, được nhiều anh em trân quý. Còn võ sư Lê Ngọc Quang cho hay, trước khi mất, võ sư Vũ Hải trăn trở nhiều vì không thể cống hiến hết lòng cho Hội Võ Thuật Hà Nội cũng như môn phái Thăng Long Võ Đạo. Anh Vũ Hải bệnh nặng mà chẳng thông báo với ai. Tối 10 tháng 4, thông tin võ sư Vũ Hải, người thủ vai Hùng Cá Rô của phim Người Phán Xử qua đời, khiến không ít khán giả xót xa tiếc nuối. Sinh thời, võ sư Vũ Hải thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với vai giang hồ, đại ca, gây ấn tượng mạnh cho công chúng. Anh có mặt trong nhiều bộ phim có tiếng như Giấc Mơ Hạnh Phúc, Bản Di Chúc Bí Ẩn, Hạt Mưa Sa, Hoa Bay, Câu Hỏi Số 5, v.v. Đặc biệt, hai vai diễn gây ấn tượng nhất của võ sư Vũ Hải là Hùng Cá Rô của Người Phán Xử và ông Thắng trong Hương Vị Tình Thân. Với vai Hùng Cá Rô của Người Phán Xử, võ sư Vũ Hải lột tả thành công hình ảnh một tay giang hồ trượng nghĩa, trung thành hết mực với ông trùm. Phân cảnh Hùng Cá Rô tự sát để bộc lộ lòng trung thành đã ám ảnh không chỉ khán giả mà ngay cả anh em nghệ sĩ trong đoàn phim. Từng công tác với Hùng Cá Rô Vũ Hải trong nhiều dự án phim, nam diễn viên Danh Thái, vai A Lý phim Người Phán Xử bùi ngùi chia sẻ. Nhận tin anh Vũ Hải qua đời, tôi bàng hoàng không tin nổi. Anh Vũ Hải bệnh nặng mà chẳng thông báo với ai, gia đình cũng giấu. Trên trang cá nhân anh không để lộ bất cứ thông tin gì, nên lúc biết tin dữ tôi không thể tin nổi. Trong trí nhớ của tôi, anh Vũ Hải vẫn đó với những pha đánh đấm hành động cực mạnh mẽ trên phim trường. Danh Thái cho hay anh và võ sư Vũ Hải hợp tác lần đầu tiên trong bộ phim Hoa Bay. Cả hai đã có 3 lần cùng diễn xuất và lần nào cũng có cảnh đụng độ nhau. Trên trường quay, chúng tôi chưa được giới thiệu rằng anh Vũ Hải là võ sư, sẽ thực hiện những vai này, những cảnh này. Ngoài những lần quay, anh Vũ Hải đều là người hiền lành, chừng mực, rất điềm đạm. Mọi người nghĩ về võ sư sẽ có lối sống khoáng, hùng hổ, nhưng thực tế thì anh Vũ Hải lại rất nhẹ nhàng. Anh ấy chẳng ưa nhậu nhẹt, cũng không nói quá nhiều. Nhưng một khi đã vào việc, anh luôn khiến cả những diễn viên chuyên nghiệp cũng phải nể vì sự lăng xả với công việc. Tôi và anh Vũ Hải có duyên với những cảnh đánh đấm, đụng độ lẫn nhau. Trước mỗi cảnh quay, anh đều bàn bạc phân tích rất kỹ từng động tác, từng pha hành động để khi lên hình, phân cảnh của chúng tôi đạt được hiệu quả cao nhất. Nói là có phân tích, có bàn bạc vậy thôi, chứ anh ấy là võ sư. Dù có nương tay, đánh giả vờ thì cũng đã khiến những diễn viên như tôi đau ê ẩm cả tuần liền.